Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, pháo nổ trái phép, thu giữ 70 kg pháo nổ. Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú huyện Nghĩa Đàn gồm Nguyễn Hồng Hoàng, 43 tuổi, Ngô Đức Thái, 37 tuổi và Nguyễn Thanh Trạng, 39 tuổi. Theo đó, ba đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng mua pháo nổ với giá rẻ, rồi vận chuyển về tập kết tại huyện Nghĩa Đàn bán kiếm lời dịp Tết. Tổng tăng vật thu giữ 46 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 70 kg và nhiều tăng vật có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.